Rồi, uh, xin chào tất cả các cô chú, anh chị em nhà mình uh, quay trở lại uh, trong cái phần buổi trưa ngày hôm nay ạ. Uh, không biết là ở trong cái phòng Zoom ngày hôm nay thì bao nhiêu uh, các cô chú anh chị nhà mình đã biết đến Hà thủy rồi thì có thể là comment cho Hà thủy số 1 ạ. Còn nếu mà các anh uh, chị um, nào mà chưa biết đến Hà thủy thì có thể là comment Hà thủy số 2 đúng không ạ? Để chúng ta cùng làm quen với nhau đúng không cả nhà mình? Rồi. Rồi em xin chào à. các anh chị em người mới nhá. Em chào chị Lan Bùi nha, em chào chị Nguyễn Hiền, em chào chị à, anh chị Lầu Sinh, em chào à, chị Nguyễn Hồng Y Rồi, em chào à, chị Bùi Lương, rồi em chào tất cả những anh chị em người mới Và hôm nay biết đến Hà Thủy ạ, à, thì Hà Thủy cũng xin dành ra um, một vài phút để giới thiệu về bản thân mình uh, Trước khi mà cái bắt đầu cái phần chia sẻ ngày hôm nay, à, thì Hà Thủy hiện nay thì đang sinh sống tại Hà Nội ạ và cũng có gần 16 năm công tác à, à, tại một cái cơ quan gọi là về ngành tư pháp các anh chị ạ. À, thì à, cái cơ duyên nào hợp Thủy biết đến câu lạc bộ đó là à, rất là biết ơn à, chủ tịch Trịnh Huy, à, doanh nhân Nguyễn Diễm à, đã tạo ra môi trường câu lạc bộ vô cùng là tuyệt vời để cho Hà Thủy cũng như là rất là nhiều các anh chị ở đây có môi trường học tập cùng với nhau, rèn luyện những thói quen của người thành công và ngày một thành công hơn về sức khỏe, tài chính và mối quan hệ và cũng vô cùng là biết ơn doanh nhân võ an cái người mà đã giao duyên cho hà thủy và cũng giống như là rất là nhiều các anh chị ở đây biết đến câu lạc bộ à, qua một tin nhắn của ai đó hoặc là qua một cái video hoặc là live stream của một ai đó đúng cả nhà mình thì hà thủy cũng vậy à, cũng biết đến câu lạc bộ qua một tin nhắn của doanh nhân võ an và khi mà biết đến môi trường câu lạc bộ chạm à, tay hóa vàng thì hà thủy thực sự là, là rất là biết ơn những cái kiến thức mà à, các um, chủ tịch chị huy và các doanh nhân chia sẻ và từ khi mà biết đến câu lạc bộ chạm tay hoa vàng thì hà thủy mới thấy rằng là ở đây thực sự là một cái môi trường mà có thể là trong cái quá khứ của mình mình đã tìm kiếm rất là lâu mà mình lại biết đến được và hà thủy cũng biết rằng là ở trong câu lạc bộ có những cái nhóm rèn luyện để có thể là giúp cho mình được thành công hơn một cách nhanh chóng nhất thì hà thủy đã cho phép mình bước chân vào cái nhóm doanh nhân chạm tay hoa vàng từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 các anh chị ạ và từ ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022 thì thực sự là Hà Thủy cũng từ một người là công chức nhà nước thôi, chưa biết gì về kinh doanh cả. Đầu tư thì trước đó thì toàn là mất tiền thôi, tại vì không có tư duy, không có kiến thức. Thế do vậy mà à, biết đến câu lạc bộ cũng đang ở trong cái tình trạng là chưa dương về tài chính các chị ạ. Cũng có thể là có bao nhiêu anh chị giống như Hà Thủy không ạ? là Chứ thực sự là Hà Thủy thì mang tiếng là làm ở một cái cơ quan trung ương. À, thế nhưng mà Lương thì chưa đến 10 triệu đâu, cũng có thể là thấp hơn rất là nhiều các bạn làm công nhân à, và à, mình cũng loay xoay với, với cuộc sống như vậy mặc dù thì nhà thì cũng có ở nhà ở Hà Nội cũng có nhà cho thuê thế nhưng mà cũng à, cái à, mức à, sinh sống của mình thì với cái mức lương thì nó cũng chưa đủ để cho mình à, có thể là có cái cuộc sống tốt nhất. Do vậy mà thì cũng à, mong muốn rằng là mình có cơ, hiệu, cơ, cơ hội để báo hiếu cha mẹ cũng như là cho con cái tốt hơn à, thì cũng. À, hay đi tìm kiếm những cái cơ hội để cho mình phát triển thế nhưng mà thực sự là chưa tìm được cái cơ hội cái môi trường nào à, và khi mà biết đến môi trường câu lạc bộ thì hà thủy cũng à, cho phép mình vào trong nhóm dân luyện danh nhân Trọng tài hoa vàng và chỉ hơn một năm thôi các anh chị ạ. thì bây giờ hà thủy cũng có một cái cuộc sống vô cùng là tuyệt vời và thì hà thủy có thể là chia sẻ với các anh chị à, thông qua một cái video à, chỉ có hai phút thôi thì bao nhiêu các anh chị à, hào hứng được xem những cái hành trình của hà thủy trong hai phút À để có thể là tóm tắt cái hành trình của mình thì nhà mình có thể là comment hà thủy chữ tôi nhá rồi hà thủy sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cho nó nhìn hình ảnh cho nó um, thấy được cái quá trình phát triển của hà thủy cho nó nhanh đúng không Bao nhiêu anh chị đã nhìn của Hà Thủy rồi? À, thì có thể là comment cho Hà Thủy số 1 nhá. Rồi ạ. Rồi. Xin chào cả nhà mình. À, xin biết ơn cả nhà mình ạ. À, đây là cái cơ quan mà Hà Thủy đã công tác ạ. Là tòa án nhân tối cao các anh chị ạ. Đây là Hà Thủy đã chụp ở trụ sở cơ quan mình ạ. Các anh chị thấy cái này là biểu tượng của gì không cả nhà mình? phụng công thủ pháp trí công vô tư là biểu tượng của gì hả cả nhà mình từ khi mà biết đến môi trường câu lạc bộ thì thực sự là Hà Thủy đã có một cái cuộc sống tốt hơn từ tháng 10 năm 2022 thì Hà Thủy bắt đầu là đi du lịch vòng quanh thế giới với câu lạc bộ các anh chị ạ. Đây là hình ảnh ở Nhật Bản tháng 10 năm ngoái thôi. Tháng 10 năm 2022 ạ. Đây là với các uh, danh nhân kinh đẹp nhà mình. Rồi, bao nhiêu nha. Các anh chị đã nhìn thấy những cái hình ảnh của Hà Thủy rồi ạ. Các anh chị chị thấy rằng là từ tháng 10 năm 2022 tới các anh chị ạ, đến tháng 10 năm nay, tháng 10 năm nay bây giờ cũng là tháng 11 Hà Thủy đã đi đến 10 quốc gia rồi các anh chị ạ. Và thực sự là những cái hình ảnh đó uh, chiếu lên cho các anh chị để truyền cảm hứng đến cho các anh chị à, chứ không phải là để mà khoe khoang cái thành tích của mình đâu mà để là truyền cảm hứng cho các anh chị là Hà Thủy cũng từ một người mà chưa dương về tài chính này cũng là một cái người mà cũng có những cái um, vị trí trong xã hội rồi Thế nhưng mà cũng loay hoay với cuộc sống uh, về kiếm tiền lắm các anh chị ạ do vậy mà hà thủy hôm nay cũng chia sẻ đến cho các anh chị một cái chủ đề uh, cả nhà mình biết rằng chủ đề hôm nay là ngày là chủ đề gì không ạ uh, chủ đề là kiếm tiền bằng sức mạnh thống thức các anh chị ạ uh, thực sự là uh, khi mà biết hà thủy biết đến sức mạnh thưởng thức biết đến luật hấp dẫn và được những người thành công dẫn dắt cho mình thì thực sự là cuộc sống của mình uh, của hà thủy sang một cái trang mới uh, và Hà Thủy thấy rằng là rất là nhiều năm trong gần 16 năm mình công tác ấy, thì thực sự là Hà Thủy rất là chăm chỉ các anh chị ạ, Hà Thủy rất là chăm chỉ mà rất là nhiệt tình với công việc rất là chịu khó và cũng rất là nhiều lần được bằng khen của tránh án toàn tới cao. Thế nhưng mà với cái quy định của nhà nước thì mình chỉ có cái mức lương như vậy thôi. Mình Hà Thủy cũng chưa bao giờ chê cái mức lương đó là mức lương thấp hay là như thế nào cả, tại vì à, mình sinh sống ở đất nước của mình thì mình phải à, tuân theo những cái quy định của pháp luật quy định của tiền lương đúng không anh chị? À, do vậy mà mình đã lựa chọn cái công việc này rồi và mình cũng à, rất là tự hào với công việc của mình. À, cái việc là mình mình chưa có tiền thì mình nghĩ rằng là mình chưa có cái tư duy về kiếm tiền thôi, thì mình sẽ học tập mình gia tăng được cái tư duy cái niềm tin của mình à, và rất là biết ơn môi trường câu lạc bộ Trạm tay Hoa vàng đã cho Hà Thủy biết cái điều này biết cho Hà thủy biết cái bí mật này à, của những cái tỷ phú trên thế giới thì thực sự là các anh chị khi mà các anh chị học tập rồi các anh chị sẽ thấy là tất cả các tỷ phú trên thế giới họ đều là những người sử dụng sức mạnh tiềm thức các anh chị ạ kể cả vua Dubai này kể cả tỷ phú Donald Trump này hay là tất cả những người mà thành công giàu có nhất trên thế giới thì họ đều biết kiếm tài, tiền bằng sức mạnh tiềm thức các anh chị ạ. Thế nên là nếu mà anh chị nào à, mà chưa biết kiếm tiền bằng sức mạnh tiềm thức thì thực sự là một cái thiệt thòi một cái à, Um, rất là thiệt thòi luôn ấy, mình rất là nỗ lực nhưng mà tại làm sao mình lại không có tiền? thì thực sự là uh, mình chưa biết cái điều gì mà người khác, những người thành công họ biết thôi, chứ không phải là mình kém cỏi hay mình uh, mình uh, như thế nào đó cả, đúng không các anh chị? ở đây thì Hà Thủy uh, thực sự là um, không những um, cái thành công lớn nhất của Hà Thủy đó là gì? Uh, không những là bản thân mình có cái sự đột phá về tài chính khi mà biết đến môi trường câu lạc bộ, mà Hà Thủy còn giúp đỡ cho rất là nhiều các anh chị ở trên hiện tại là trên 7 quốc gia cũng có cái sự thành công như mình thành công về cả sức khỏe thành công kể về mối quan hệ và tài chính nữa do vậy mà Hà Thủy hiện nay thì cũng đã có một cái doanh nghiệp trên đoàn trên 7 quốc gia và 63 tỉnh thành và đã có cái dòng thu nhập thụ động của mình gần chạm mức là 9 con số rồi các anh chị ạ Thế còn tổng thu nhập của Hà Thủy thì cũng đã biến thu nhập một năm thành thu nhập một tháng từ tháng 5 năm 2022 đến giờ rồi và luôn luôn là giữ được cái mức thu nhập như thế này thì thực sự là hà thủy cũng rất là tự hào về cái hành trình của mình mặc dù là hà thủy biết đến câu lạc bộ thì cũng là một cái người mà vừa đi um, vừa đi học ở cơ quan tức là cơ quan cũng cử đi học một cái chương trình học ở cơ quan vừa đi làm và vừa học trong môi trường câu lạc bộ các anh chị thấy rằng là học ở trong câu lạc bộ thì có những cái zoom zoom sáng zoom trưa zoom tối và những anh chị em nào mà rèn luyện nhóm nhân, nhân chậm thay Hóa vàng thì chúng ta còn có một cái zoom riêng nữa đó là từ 18 giờ cho đến 19h30 và nhiều hôm là học đến 20 giờ thế nhưng mà hà thủy cũng học rất là đầy đủ những cái buổi zoom đó của câu lạc bộ và à, thực sự là với cái hành trình rèn luyện của mình hơn một năm thì hà thủy thấy rằng là à, mình à, hà thủy có cái sự thành công cũng à, vô cùng là nhanh và cũng so với nhiều các anh chị có thể là rèn luyện trước đó à, trước mình à, thời gian một hai năm nhưng mà hiện tại thì cũng có một số các anh chị thì chưa có cái được cái sự thành công như hà thủy để thực sự là ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái thành công mỗi người là có cái sự rèn luyện khác nhau nên là thành công khác nhau là thành công của hà thủy nó không phải là điển hình mà mỗi anh chị em đều có khả năng là có thành công lớn hơn và nhanh hơn hà thủy rất là nhiều nếu mà các anh chị ở điểm như bây giờ tức là điểm xuất phát như bây giờ các anh chị hoàn toàn là có thể là thành công nhanh thành công lớn và thành công gọi là vang dội hơn hà thủy rất là nhiều tại vì là tất cả những cái con đường mà những người thành công đã đi qua đều được mọi người đã có được những cái đức rút những cái kinh nghiệm cho bản thân mình rồi cũng đều là chỉ dạy lại cho mình hết nên là các anh chị ở đây chúng ta là những người mà mới biết đến câu lạc bộ thì vô cùng là tuyệt vời chúng ta đã đến đúng môi trường rồi và ở đây thì có đầy đủ những cái gì mà các anh chị em tìm kiếm thì chúng ta bao nhiêu các anh chị đã vào đây và chúng ta đã cảm nhận được cái môi trường câu lạc bộ trong tay hoa vàng là một cái môi trường mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay rồi thì có thể là comment cho thủy trước tôi nhá đó là một cái môi trường là vô cùng yêu thương vô cùng năng lượng đúng không anh chị à, các anh chị thấy rằng là các chủ tịch chính huy này hay là các doanh nhân à, lên chia sẻ với chúng ta thì bằng cả một cái tâm huyết bằng cả một cái tình yêu thương bằng cả một cái trái tim của mọi người để làm sao để giúp đỡ cho mọi người có được cái cuộc sống tốt hơn à, thì hà thủy cũng vậy à, tại sao mà hà thủy có mặt trong cái chương trình zoom này và làm sao mà hà thủy cũng từ một cái người mà là công chức nhà nước và cũng à, cho phép mình à, cái việc là đó là nghỉ hưu sớm các anh chị ạ từ từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 thì Hà Thủy đã uh, quyết định để mà uh, nghỉ hưu sớm các anh chị ạ để có thể là um, đồng hành cùng với câu lạc bộ để uh, trao đi cái sứ mệnh này cũng như là sẽ giúp đỡ được nhiều các anh chị hơn, thay đổi cuộc sống hơn. Uh, tại vì Hà Thủy cũng đã giúp được rất là nhiều các anh chị thay đổi cuộc đời rồi và mình thấy đó là cái động lực của mình. Thế còn nếu mà uh, các anh chị thấy rằng là nếu mà phải vì tiền ấy để mà có thể thay đổi công việc ấy thì thực sự là Hà thủy đã thay đổi lâu rồi chứ không phải đến bây giờ. Nhưng mà um, quan trọng là mình khi mà Hà thủy biết đến môi trường câu lạc bộ được làm những quy trình ở trong những nhóm rèn luyện thân tâm trí, à, cái quy trình cá chép hoa rồng ấy thì thực sự là Hà thủy đã được à, Chủ tịch Trịnh Huy định hướng cho mình, cho mình một cái bảng tầm nhìn ấy các anh chị ạ, à, giống như là một cái con đường, một cái bản đồ mình đi và mình biết được sứ mệnh của mình sinh ra trên cuộc đời này là gì. Các anh chị thấy rằng là chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng chỉ sống được một lần thôi, dù là tốt hay là không tốt đúng không các anh chị? thì chúng ta chỉ sống được một lần thôi và chúng ta sống như thế nào, chúng ta trở thành ai, trở thành những cái con người có giá trị như thế nào thì đó mới là cái điều tuyệt vời. À, còn à, cái việc là cái tiền thì nó chỉ là cái công cụ để cho chúng ta tiến tới cái cuộc sống là thoải mái hơn, dễ chịu hơn thôi. chứ không phải là tiền nó không phải là đích đến. Các anh chị ạ, khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta trở thành ai, trở thành những con người có giá trị như thế nào thì tiền bạc nó sẽ tự khắc nó sẽ theo mình. À, trước đây thì Hà thủy không hiểu cái điều này à, mà Hà thủy cứ nghĩ rằng là muốn có tiền thì phải chạy theo tiền, phải đi đầu tư tài chính đầu tư tiền thì mới có tiền nhưng mà thực sự là đã đau thương rất là nhiều các anh chị bao nhiêu các anh chị mà đã từng như vậy rồi thì các anh chị mới hiểu được thực sự là cái việc mà tiền bạc thì nếu mà chúng ta trở thành con người có giá trị thì tiền bạc nó sẽ chạy theo chúng ta các anh chị ạ nó tự khắc nó về và hôm nay thì hà thủy cũng sẽ chia sẻ đến các anh chị trong cái buổi hôm nay đó là làm thế nào để chúng ta vận dụng sức mạnh tiềm thức để mà chúng ta có thể là làm giàu À, thì các anh chị thấy rằng là à, Hà Thủy cũng đã chia sẻ với các anh chị ở trong cái phần đầu rồi là biết đến câu lạc bộ thì Hà Thủy cũng ở trong một cái tình trạng là chưa dương về tài chính như vậy tức là chưa có cái sự tự do về tài chính nhưng mà hiện tại thì Hà Thủy à, thực sự là rất là biết ơn là Hà Thủy đã có được cái sự tự do tài chính rồi tại vì cái thu nhập thụ động của Hà Thủy nó đã lớn hơn rất là nhiều so với cái sinh hoạt hàng tháng của gia đình nhà mình thế nên là mình được gọi là tự do về tài chính các anh chị ạ và à, có dư giả những tiền bạc để mình có thể là thực hiện những cái phong phong cách sống của mình mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới các anh chị ạ Đó. thì ở trong cái à, khi mà cái thời gian đầu ấy thì thực sự là hà thủy cũng à, rất là loay hoay rất là loay hoay khi mà ứng dụng cái bộ công thức của câu lạc bộ tức là không biết có bao nhiêu các anh chị ở đây cũng vậy à, luôn luôn là à, được à, dạy rằng là mình phải à, có mục tiêu này rồi mình phải hình dung tưởng tượng này à, xong rồi là mình phải à, có được những cái à, cái cái sự rèn um, rũa học tập ấy thì thực sự là Hà Thủy cũng rất là loay hoay không biết làm thế nào để mà có thể đạt được mục tiêu. Nhiều khi là uh, giống như là bị nỗ lực nghịch đảo với các anh chị ạ, rất là cố gắng. Thế nhưng mà cuối cùng uh, cuối tháng thì giống như là cái ngày hôm nay là ngày 28 rồi, chẳng hạn như thế. Thì trước đây là cứ ngày 28 mà uh, chưa thấy rằng là mình đạt mục tiêu thì bắt đầu là cảm thấy rất là lo lắng, cảm rất là cảm thấy thấy rằng là thôi, quả này là tháng này là không không đạt được một mục, mục tiêu rồi. Uh, không biết là mình làm sai ở đâu, không biết là, là như thế nào sao mà mọi người đạt mục tiêu tuyệt vời thế mà mình lại không đạt được luôn luôn là có những cái suy nghĩ như vậy các anh chị ạ và bên trong mình nó cảm giác rất là sợ và cảm giác rất là căng thẳng khi mà chúng ta thấy rằng là khi mà bên trong của chúng ta nó có cảm xúc như vậy rất là lo lắng này cảm xúc mà um, sợ và căng thẳng ấy thì thực sự đó là cái cảm xúc mà không cho chúng ta một cái năng lượng tốt và chính cái năng lượng này nó làm cho chúng ta bị tắc nghẽn tiền các anh chị ạ tức là nó làm cho chúng ta cắt tăng ngãn tiền và uh, mình sẽ tức là chắc chắn là mình sẽ không đạt được mục tiêu luôn và uh, nó cũng khiến cho cái cơ thể của mình nó không khỏe luôn các anh chị ạ khi mà chúng ta có cái sự căng thẳng có cái sự buồn bã thì chúng ta thấy rằng là uh, rất là nhiều, nhiều các anh chị ở đây chúng ta đã cũng đã trải nghiệm rồi là ăn là cũng không muốn ăn nữa còn học làm giàu hay là học kiếm tiền đúng các anh chị đấy ăn còn không muốn ăn tức là tự nhiên là trong cái suy nghĩ của mình thôi nó không năng lượng là nó làm cho toàn bộ cơ quan đoàn thể của mình là nó bị suy yếu đi từ cơ thể cho đến tinh thần của mình luôn thì các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta ở cái năng lượng như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không bao giờ có được thu hút được tiền bạc tại vì tất cả chúng ta ở đây chúng ta thấy rằng là mọi thứ trên cuộc đời này đều là năng lượng đúng không anh chị tất cả các anh chị ở đây thì hẳn thủy không biết rằng các anh chị ở đâu thế nhưng mà có thể là ở nước đang ở nước ngoài có thể là ở trong nước nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta không ở cùng nhà À, chúng ta mỗi người ở một tỉnh thành khác nhau nhưng mà tại làm sao mà chúng ta lại có mặt ở trong cái phòng Zoom này thì đó là nhờ vào uh, internet đúng các anh chị nhờ vào sóng wifi đúng các anh chị nhờ vào dòng điện đúng các anh chị thế nhưng mà có anh chị nào mà nhìn đến dòng điện hay là sóng wifi nó hình dáng mà màu gì không nó có hình dáng như thế nào hay là nó màu gì không ạ à, có bao nhiêu anh chị nhìn đến sóng wifi nó màu gì à, thì có thể comment hà thủy chữ cái cái màu sắc của nó nhá còn nếu mà anh chị nào mà nhìn cái dòng, dòng điện mà nó hình dáng ra sao thì cũng nhắn tin cho hà Thị luôn ạ chứ còn thực sự là hà thủy không nhìn thấy hà thủy chỉ nhìn thấy là các anh chị ở trên cái màn hình zoom như thế này thôi tức là những cái hiện hữu là rất là nhiều những cái khuôn mặt xinh tươi rất là tuyệt vời ở đây còn hà thủy cũng không nhìn thấy những cái vô hình đó nhưng mà thực sự là chúng ta đang ở đây và chúng ta cùng trường năng lượng với nhau thế nên là chúng ta đã gặp nhau ở trên cái phòng zoom này các anh chị ạ thì thực sự là đến tất cả anh chị các anh chị mà đã có ở trong phòng zoom này thì không phải tự nhiên mà các anh chị có ở trên mặt trong phòng zoom này đâu mà ở đâu đó ở bên trong của các anh chị có muốn một cái điều gì đấy thay đổi về tài chính của mình, thế nên là các anh chị thấy rằng cái chủ đề hôm nay là kiếm tiền bằng sức mạnh kiến thức, thế nên là các anh chị mặc dù là có thể là bạn bè rủ mình đi chơi nhưng mà mình không đi, hoặc là mình nhẽ rằng là cái thời gian hôm cái buổi trưa như này là mình sẽ đi ngủ nhưng mà mình lại không đi ngủ và mình mong rằng là mình vào đây mình sẽ học được một kiến thức nào đó đúng không anh chị để mình gia tăng tài chính cho mình thì đến đó tất cả đều chúng ta đều là có một cái năng lượng Hà Thủy cũng muốn rằng là giúp đỡ được rất là nhiều người à, được à, hiểu về sức mạnh tiềm thức cũng như là gia tăng tiền bạc bằng sức mạnh tiềm thức thế nên là mới gặp được các anh chị các anh chị ạ đó à, thì ở đây à, tiền cũng như vậy thôi các anh chị ạ tiền thì nó cũng là năng lượng thế nên là chúng ta ở năng lượng là như thế nào thì chúng ta sẽ thu hút được cái số tiền nó đến với mình như vậy các anh chị ạ tiền thì nó cũng à, giống như là bạn của mình ấy. nó giống như bạn à, à, bạn thân của mình hoặc là bạn bình thường của mình thôi À, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta mà chơi với bạn mà, mà gặp một cái người bạn mà luôn luôn là tích cực này, luôn luôn là nói cho chúng ta những lời yêu thương này, luôn luôn là nhìn thấy à, nhìn thấy họ này hoặc là nói chuyện với họ là chúng ta cảm thấy rất là vui, cảm cảm thấy rằng là mình nói chuyện với họ là gọi là quên thời gian luôn đấy và không muốn à, cái thời gian nó kết thúc thì các anh chị thấy rằng là à, đó là những người như thế nào ạ, đó là những người rất là tích cực đúng các anh chị, những người rất là tích cực năng lượng rất là tốt và luôn luôn là nói những lời rất là ái ngữ đúng không anh chị thì chúng ta rất là thích chơi với những người đấy. Thế còn cái người nào, những cái bạn bè nào mà nhìn thấy mặt mình một cái bắt đầu là than từ gọi là than than từ Quảng Ninh đến Hà Nội luôn đúng không anh chị đấy. than mang than bán bán từ Quảng Ninh sang Hà Nội xong rồi bán cả vào Sài Gòn luôn đúng không anh chị. Tức là bán từ Hà Giang cho đến mũi Cà Mau luôn đúng không anh chị đấy. Thì các anh chị thấy rằng là chúng ta mong chơi với những người đó không khi mà À, gặp họ là nghe họ nói thôi là mình đã tụt năng lượng rồi, tức là cái cơ quan quan đàn thể của mình nó đã muốn suy si yếu đi rồi đúng không anh chị? thì chúng ta sẽ không muốn gặp những cái người như thế, không muốn chơi những người như vậy. thế do vậy mà à, chúng ta hiểu rằng là tiền nó cũng là năng lượng, do vậy mà tiền nó cũng rất, rất là thích những người vui các anh chị. ạ, à, thì bao nhiêu các anh chị ở đây à, đã trong phòng zoom này rồi thì chúng ta bật camera và chúng ta nhìn vào màn hình, chúng ta cười một à, nụ cười thật là xinh tươi đúng không ạ? chúng ta cười càng nhiều thì tiền nó về càng nhiều các anh chị ạ. À, tại vì làm các cụ cũng có câu là vui vẻ mới có tiền mà đúng không thế nên là chúng ta phải càng chúng tại làm sao mà ở trong nhóm rèn luyện thân tâm trí các anh chị sẽ có một cái ngày mà các anh chị chỉ luyện cười thôi cười gọi là cười cả ngày luôn luyện cười làm sao để mà thu hút được tiền các anh chị ạ thế nên là cái việc mà chúng ta kiếm tiền bằng sức mạnh kiến thức thì nó rất là dễ như thế thôi tức là với những cái việc là chúng ta cười thôi là chúng ta đã có thể là thu hút được tiền rồi thì bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta sẽ rèn cho chúng ta một cái thói quen là luôn luôn nở nụ cười trên môi để mà chúng ta thu hút được tiền bạc đến với mình ạ thì có thể là comment cho Hà thủy chữ tôi nhá rồi OK cả nhà mình đấy thì à, ở đây thì thực sự là Hà thủy sẽ chia sẻ đến các anh chị những cái kiến thức làm sao để các anh chị ứng dụng luôn và trong đời sống của mình để các anh chị thu hút tiền à, mặc dù là chúng ta nhìn thấy rằng là à, cười thì nó chưa về tiền đâu nhưng mà chắc chắn là nó là năng lượng để mà chúng ta thu hút được những nguồn lực những quý nhân để chúng ta gia tăng tiền bạc chứ còn nếu mà cười mà tiền nó rơi rơi ngay vào trước mặt mình thì mình đã thấy rằng là thì ai cũng cũng đã cười rồi đúng không nhưng mà chúng ta phải cười rồi thì chúng ta mới có được những nguồn lực như quý nhân thì chúng ta mới có tiền được các anh chị ạ đấy thì chúng ta phải luyện từ những cái thói quen nhỏ nhất nhỏ nhặt nhất là như vậy các anh chị nhé và các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta chưa đạt được những cái mục tiêu của mình ấy, hôm nay là ngày 28 rồi mà rất là nhiều các anh chị ở đây chưa đạt được mục tiêu của mình thì chúng ta phải thử xem là À, những cái à, niềm tin của chúng ta những cái bên trong của chúng ta những cái cảm xúc bên trong của chúng ta chúng ta đang có cái cảm xúc gì là cái cảm xúc thường trực với mình những cái niềm tin gì nó đang ở trong cái đầu mình thì chúng ta phải à, biết rằng là à, những cái gì ở bên trong thì nó mới kiến tạo ra bên ngoài các anh chị ạ à, tất cả những cái gì mà chúng ta cảm nhận được thì chính là những cái gì mà chúng ta sẽ có được ở trên cái cuộc đời này à, rất là nhiều các anh chị nói rằng là à, tôi muốn thành công tôi muốn giàu có tôi muốn thế nào tôi muốn thế kia nhưng mà thực sự đó chỉ là lời nói thôi. Chứ còn lại là tiềm thức của chúng ta ấy, nó rất là công minh các anh chị ạ. À, giống như là à, gọi là giống như là công an đi điều tra tội, uh, tội phạm ấy. Ví dụ như Hà Thủy là đang là tòa án thì nói những cái cái ngôn từ nó, nó thuộc chuyên ngành của mình một chút. Thì các anh chị thấy rằng là tiềm thức của mình sẽ lần theo dấu vết các anh chị ạ. Nó sẽ lần là mình đang suy nghĩ gì này, mình đang có cảm xúc gì này, mình đang có những cái lời nói hành động gì. Thì nó sẽ cho ra mình có kết quả như như thế các anh chị ạ tức là từ ở bên trong của mình nó lần theo cái dấu vết của mình, mặc dù là lời nói của mình là tôi là người thành công, tôi là người giàu có, nhưng mà trong cái cảm xúc bên trong của mình ấy, cảm xúc của mình ấy thì thực sự là chỉ có mình mới biết được thôi, chỉ có tiềm thức của mình là nó lần theo dấu vết và nó biết là mình đang nghĩ gì, nó đang cảm cảm nhận ra ra sao và cảm xúc của mình là cảm xúc lo lắng. Tức là đặt mục tiêu thì ai cũng muốn là hoàn thành mục tiêu đúng không? Đặt mục tiêu ra 100 triệu là muốn là đạt được cái mục tiêu 100 triệu này. Thế nhưng mà bên trong của chúng ta lại có cảm xúc là không biết làm được không, không biết tiền từ đâu nhỉ, à, không biết làm thế nào, à, hay là à, có cái những cái cảm xúc rất là lo lắng, rất là áp lực thì thực sự là khi đó là chúng ta đã có một cái năng lượng à, không cùng với năng lượng của tiền rồi, các anh chị ạ. Chúng ta có một cái năng lượng rất là à, thấp như thế thì không thể nào mà thu hút được tiền nó ở cái năng lượng tích cực, yêu thương, biết ơn, hòa hợp ở cái tầng trên được. Giống như là cái việc là chúng ta nghe đài radio ấy, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta muốn nghe cái đài radio ở 90 MHz chẳng hạn thì chúng ta phải bật đúng cái tần sóng đó thì chúng ta mới có thể nghe được. Còn nếu mà chúng ta cho đi cái tần sóng là 89 thôi, tức là chúng ta bật cái tần sóng là 89 thôi thì chắc chắn là nó ra cái kênh khác đúng không các anh chị? Nó ra một, cái, một cái, cái 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 cái, chương trình khác. Thế do vậy mà cái việc là chúng ta cho đi cái tần sóng gì thì mình sẽ thu hút lại những cái gì mà mình cho đi các anh chị ạ. do vậy mà các anh chị nào ở đây À, chúng ta phải biết rằng là tất cả tiền bạc hay là những cái gì những cái thứ bên ngoài chúng ta đều là do chúng ta phát sóng ra các anh chị ạ. nên là cái gì mà chúng ta chưa có thì thực sự là các anh chị chỉ cần là quay lại chính mình thôi quay lại chính mình để mà mình có thể là, là mình là mình xem là bên trong mình đang đang có những cái cảm xúc gì mình nâng cái năng lượng của mình lên bằng những cái cảm xúc yêu thương biết ơn và một trong những cái năng lượng cao nhất của vũ trụ đó là năng lượng của tình yêu thương và lòng biết ơn khi mà các anh chị có được cái năng lượng của tình yêu thương lòng biết ơn này thì giống như là các anh chị đã có cái chìa khóa vạn năng để mà các anh chị có thể mở bất kỳ một cái cánh cửa nào đến sức khỏe tốt hơn, mối quan hệ hoàn hảo hơn và tài chính gia tăng hơn các anh chị ạ. Và tất nhiên rồi, có lòng biết ơn không thôi thì cũng chưa đủ mà chúng ta phải có tư duy, có những cái những cái niềm tin có những tư duy của người thành công thì chúng ta mới có cái sự khôn ngoan được các anh chị ạ, mới chúng ta mới có cái sự lựa chọn khôn ngoan và có những cái quyết định khôn ngoan cũng như là chúng ta à, mới có thể là thu hút được những dòng tiền lớn đến cho mình được. À thì các anh chị thấy rằng là à, giống như là một cái cô giống như là à Thủy thấy có một cái câu chuyện ấy, à, có một cái cậu này, cậu ấy à, sửa máy tính, tức là ngồi sửa máy tính nhưng mà bật mãi thì không không lên. À, bật rất là nhiều lần, sửa rất là nhiều lần thì không không lên. À, thế nhưng mà à, khi mà cái người người chị của cái cậu này đi ngang qua và nói rằng là à, em đứng nét sang đi để chị sửa cho để chị sửa cho chị chị biết sửa cái cái này để chị sửa cho thì khi mà cái cậu em ấy cậu ấy nép sang một bên thì chị cái người chị họ đó đó đã sửa cho cái cậu đã bật cái máy tính và sửa cho cái cậu đấy được rất là cái máy tính nó đã hoạt động được rất là chân xu thì các anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta đã hành động tất cả những cái gì mà chúng ta đã hành động rồi mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu của mình ấy thì giống như là cái việc là chúng ta ý thức, cái việc là chúng ta ý thức chúng ta đã làm hết cái phần việc của ý thức rồi nhưng mà à, tại làm sao mà chúng ta chưa à, đạt được cái điều chúng ta mong muốn giống như là cái cậu em này, cậu đã tìm đủ mọi cách để mà cậu có thể hành động, cậu ấy à, tìm tòi cậu ấy sửa cái máy tính Thế nhưng mà cậu ấy chưa sửa được máy tính, nhưng mà chỉ cần à, cái chị người chị của cậu này chị rất là giỏi về công nghệ thông tin, chị bảo là em nép sang Uh, nếp, nếp, nếp ra một bên để chị, chị ngồi và chị sửa cho Thì khi mà chị ngồi và chị sửa thì uh, cái máy tính này đã hoạt động rất là trơn tru Thì chúng ta phải hiểu rằng uh, giống như là cái phần ý thức của chúng ta đã hành động Đã làm hết mọi việc rồi mà chưa đạt được mục tiêu Thì lúc này chúng ta phải biết nhờ cậy đến tiềm thức các anh chị ạ Chúng ta phải uh, giống như là các uh, những cái ra quyết định trong những cái buổi dung lạc bộ Thì các anh chị thấy rằng là ý thức xin nếp sang một bên đúng không tôi xin đón nhận mọi cái năng lượng của vũ trụ của tiềm thức có thể là ngay lúc này ngay bây giờ có thể giúp cho tôi đạt được cái mục tiêu này mục tiêu kia thì các anh chị cũng có thể là ra quyết định với mình như thế khi mà chúng ta đã làm hết những cái hành động của mình rồi để chúng ta thấy rằng là chúng ta xứng đáng rồi chúng ta đã tìm đủ mọi cách và chúng ta hành động hết cái phần việc của mình rồi thì còn lại nếu mà chúng ta chưa đạt được thì chúng ta sẽ phó tháp cho tiềm thức của mình tại vì là nhiều khi là mình cứ để cho cái phần ý thức của mình tranh việc của tiềm thức thì chúng ta thấy rằng là tranh việc rất là nhiều lần, nhiều năm, bao nhiêu năm nay rồi mà chưa đạt được thì chúng ta bị phải biết cách để mà tận dụng tiềm thức của mình, để mà tiềm thức của mình có thể là mang lại cho chúng ta những nguồn lực, những quý nhân để chúng ta đạt được mục tiêu cả nhà mình nhé. Thì rất là nhiều lần Hà Thủy cũng vậy, có đến khi là hôm nay là ngày 30 rồi mà Hà Thủy chưa đạt được mục tiêu nhưng Hà Thủy không có nao núng, Hà Thủy không sợ gì cả. Hà Thủy vẫn tin tưởng rằng là vũ trụ và tiềm thức sẽ um, sắp xếp theo trật tự linh thiêng và mình đã xứng đáng, mình có được cái sự thành công này thế do vậy mà Hà Thủy có uh, tức là cái thời gian mà Hà Thủy um, có cái sự phát triển trong cái doanh nghiệp của mình ấy thực sự là Hà Thủy cũng uh, rất là biết ơn các anh chị ở trong uh, doanh nghiệp của mình cũng luôn luôn là tận tụy tận tâm uh, với cái công việc của các anh chị ở trong và cũng hỗ trợ Hà Thủy rất là nhiều và Hà Thủy cũng uh, có một cái sự thăng tiến mới ở trong cái công việc của mình thì Hà Thủy có uh, tức là tháng nào mình cũng phải đạt được mục tiêu thì Hà Thủy có 7 tháng liên tiếp có 7 tháng liên tiếp là luôn luôn là đạt cái mục tiêu của mình. Có nhiều tháng thì thực sự là đến cái ngày cuối cùng rồi nhưng mà vẫn chưa đạt được mục tiêu. Thế nhưng mà Hà Thủy vẫn tin tưởng rằng là với cái sự hành động mạnh mẽ của mình cũng như là cái 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 sự gọi là mình cảm thấy mình xứng đáng thì chắc chắn là vũ trụ sẽ bày cong để cho mình đạt được mục tiêu. Do vậy mà rất là nhiều nhiều lần là có một vài lần là Hà Thủy đến 10 giờ đêm rồi, Hà Thủy mới đạt mục tiêu các anh chị ạ. À đấy thế nên là hà thị sẽ chia sẻ cái 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 câu chuyện đó cho các anh chị để các anh chị có thể uh, tin tưởng rằng là sức mạnh tiềm thức của chúng ta cái gì cái con người phi thường bên trong của chúng ta uh, có thể là biết mọi thứ, câu trả lời để có thể là giúp cho chúng ta đạt được những mục tiêu uh, vô cùng là tuyệt vời do vậy mà các anh chị khi mà các anh chị đã làm hết cái công việc của mình rồi các anh chị phải biết cách phó thác để làm sao mà sức mạnh uh, tiềm thức bên trong mình uh, có thể huy động cho mình những cái nguồn lực những cái quý nhân và chúng ta phải có cái sự tin tưởng 100% và bản thân mình thì chắc chắn là cái mục tiêu của chúng ta nó sẽ đạt được và mọi việc nó sẽ sắp đặt theo trật tự linh thiêng và chúng ta luôn luôn là chúng ta phải ở trong cái trường năng lượng của sự vui vẻ, của sự hạnh phúc thì chúng ta mới đạt mục tiêu được. À, còn rất là ví dụ như là Hà Thủy chẳng hạn, đến 10 giờ đêm rồi mà chưa đạt mục tiêu thì các anh chị thấy rằng là còn hai tiếng nữa thì qua cái ngày uh, qua ngày đó thì sang tháng, sang tháng sau đúng các anh chị. Thế nhưng mà Hà Thủy không, vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc bình thường giống sống như là đã tức là các anh chị học sức mạnh tiềm thức các anh chị thấy rằng là có một cái có một cái kiến thức mà chia sẻ với mọi người lặp đi lặp lại đó là sống như thể đã đạt được rồi tức là mặc dù là hai tiếng nữa thì mình mới có thể là hoàn thành cái mục tiêu thế nhưng mà mình đã sống như thể là là mình đã đạt được mục tiêu rồi các anh chị ạ thì giống như là ví dụ như là các anh chị sống như đã đạt mục tiêu là như nào đó là giống như là cái việc là chúng ta mua vé số ấy. hà thủy thì chưa may mua vé số đâu thế nhưng mà các anh chị cứ hình dung tưởng tượng là chúng ta mua vé số mà bây giờ chúng ta đặt mục tiêu tức là chúng ta giống như chúng ta hành động chúng ta đi mua vé số và chúng ta mong cầu rằng là cái việc là cái vé số của chúng ta mua nó sẽ trúng đúng không đấy đấy là cái cái tâm trạng là mong cầu thì chưa đạt được thế nhưng mà các anh chị phải cầm cái vé số ở trên tay và chúng ta hình dung tưởng tượng như là như là chúng ta đang đi nhận tiền đấy anh chị ạ chúng ta đang đi đến cái cửa hàng chúng ta nhận tiền ấy. tức là có phải là đấy tức là cùng một cái tờ vé vé số mà chúng ta cầm trên tay thì có hai trạng thái cảm xúc như, khác nhau đúng không anh chị một là cái cảm xúc là chúng ta cầm cái tờ vé số là như là chúng ta đã nhận được tiền chúng ta đang đi nhận tiền thì chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào cảm xúc rất là vui rất là hạnh phúc khi mà chúng ta chuẩn bị nhận tiền đúng không thế nên là tất cả cái mục tiêu nào của các anh chị cũng vậy khi mà chúng ta đạt chúng ta đã đặt ra rồi thì chúng ta phải có cái cái cảm xúc như là chúng ta đã đạt được rồi và khi mà chúng ta đã đạt được rồi thì chúng ta có cảm xúc như thế nào thì chúng ta cứ diễn trước đi. Chúng ta cứ diễn lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 luôn các anh chị ạ. Và trong một ngày, các anh chị làm sao mà cứ lặp đi lặp lại cái cảm xúc đó, càng lâu càng tốt và càng nhiều lần càng tốt thì chắc chắn là cái mục tiêu nào các anh chị cũng sẽ đạt được và không bao giờ uh, nghi ngờ chính bản thân mình xem là mình có đạt được không. Uh, thì việc là chúng ta cứ hỏi uh, không biết làm thế nào, không biết uh, bằng cách nào để chúng để tôi có thể đạt được cái mục tiêu ấy thì nó giống như là cái việc là các anh chị đặt hàng đặt hàng online ấy thì các anh chị thấy rằng là khi mà các anh chị đặt hàng online giống như hà thủy đặt một cái áo chẳng hạn thế nhưng mà nếu mà mình tin tưởng rằng là cái người người ta sẽ ship cho mình thì mình sẽ cho số điện thoại và địa chỉ nhà mình đúng không anh chị và mình tin tưởng 100% là cái người này cái người bán hàng họ sẽ ship cho mình cái đúng cái áo mà theo cái cái mẫu mình gửi cho họ thế nhưng mà mình đặt rồi thế xong rồi mình lại hỏi người ta rằng là chị ơi thế chị còn cái áo nào không chị còn cái kiểu khác không hay là chị còn cái quần nào không hay là chị còn cái mũ nào không tóm lại chúng ta cứ hỏi rất là nhiều thì uh, thực sự là cái người bán hàng người ta uh, nghĩ trong đó, người ta chắc chắn là người ta nghĩ rằng là mình chắc là mình chưa chốt mình chưa chốt là mình mua cái gì nên là chắc chắn là người ta sẽ không gửi cho mình thế nên là các anh chị ở đây chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta đã đặt ra một cái số tiền nào đó rồi tức là cái số tiền mà cái mục tiêu của mình chẳng hạn uh, các anh chị đặt ra là 20 triệu thì chúng ta phải giữ vững cái 20 triệu đó À, khi nào mà trong một tháng đó nó đạt được thì chúng ta sẽ tiếp tục là đặt mục tiêu mới thế còn nếu mà các anh chị nào mà ví dụ như đặt 100 triệu chẳng hạn thì ví dụ như hôm nay là ngày mùng 10 rồi mà chưa về hay là 20 rồi chưa về thì bắt đầu thay đổi mục tiêu thay đổi mục tiêu thì cũng giống như là cái việc là chúng ta đặt hàng đặt hàng của người ta tức là có thể là người ta đang uh, chuẩn bị người ta gửi đồ cho mình thì mình lại thay đổi mục tiêu với các anh chị ạ à, mình lại thay thay đổi cái mình lại hỏi nhiều rồi người ta không biết là mình đã chọn cái món gì thế nên là thực sự là người ta vẫn chưa dám ship cho mình và cái mục tiêu của chúng ta cũng vậy cũng được là vũ trụ sẽ ship cho mình theo cái thời gian mà đúng theo cái năng lượng của mình thì nó về nhanh hay về chậm thôi cũng như là cái sự phát triển bản thân cũng như là cái cái cái, cái hành động của mình thì nó về nhanh về chậm là do do cái niềm tin bên trong mình thôi các anh chị chứ nó không phụ thuộc vào thời gian mà nó phụ thuộc vào niềm tin nó phụ thuộc vào tư duy nó phụ thuộc vào cái sự hành động của chúng ta mà cái mục tiêu của chúng ta nó đạt được nhanh hay không đó thì khi mà chúng ta đã đặt ra một cái gì thì chúng ta phải có cái sự tin tưởng 100%. Đấy và có cái sự uh, uh, phó thác thì chúng ta mới có thể đạt được. Uh, giống như là các anh chị vừa um, rồi là các anh chị có xem uh, cái video mà Hà Thủy nhảy dù không các anh chị? Uh, các anh chị thấy rằng H Hà Thủy nhảy dù không các anh chị? Đó, thì các anh chị thấy rằng là khi mà Hà Thủy nhảy dù ấy thì um, phải uh, được um, rất là nhiều các chuyên gia ở bên Thụy Sĩ ấy, họ chở mình lên một cái ngọn đồi các anh chị. ạ À, khi mà mình chuẩn bị nhảy dù thì Hà Thủy cũng thực sự là rất là sợ và sợ là cũng có tiếng nói nhỏ và quả này mà mình đang mình lại có một cái sự cố gì mình ấy không về trở về mình gặp được chồng được con mình mất tức là lúc nào cũng có cái cái suy nghĩ à, tức là có cái tiếng tiếng nói nhỏ trong đầu là như thế các anh chị rất là nó thoáng qua là như thế à, thì chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta đặt cái, ra cái mục tiêu gì đó rồi ấy, thì chúng ta luôn luôn là cũng có tiếng nói nhỏ ví dụ như là bình thường là à, có 10 triệu thôi bây giờ đặt mục tiêu là 20 triệu mà trong khi đấy là mấy chục năm rồi mình cũng chưa bao giờ mình, mình đạt được cái con số đấy cả. Thì ở bên trong của mình nó cái có cái tiếng nói nhỏ, nó sẽ nói với mình rằng là không thích có đạt được không nhỉ? Thì cũng giống như là cái việc là Hà Thủy à, đi nhảy dù cũng thế, cũng rất là uh, rất là phân vân không biết là mình có nhảy được không. À, trong khi đấy đấy, cái nhảy dù này này nó không phải là giống như là việc này là, là là chúng ta sẽ được 100% là cái chuyên gia người ta hỗ trợ mình đâu các anh chị ạ. Mà cái việc nhảy dù này là các anh chị thấy rằng là Hà Thủy phải chạy đằng trước xong rồi là cắt À, tức là cái người mà hỗ trợ mình nhảy ấy, thì họ sẽ chạy đằng sau tức là nếu mà mình không chạy đằng trước thì họ không thể chạy chạy đằng sau mình và cũng, họ không thể nào giúp đỡ mình để để có thể là là bung cái dù ra được các anh chị ạ à, rất là nhiều các anh chị là cũng chưa tức là ngôn ngữ thì bắt đầu này không hiểu rằng là mình có làm đúng hay không này thì mình cũng cũng rất là loay hoay thì thực sự là cái này nó cũng giống như là đặt mục tiêu lắm các anh chị ạ thì hà thủy bên liên hệ ra là đúng là cái việc là mình đặt mục tiêu ấy thì à, khi mà chúng ta có được cái mục tiêu là chúng ta nhảy dù này và chúng ta cũng có cái sự hành động là chúng ta cũng phải chạy chạy đằng trước thì họ mới tức là vũ trụ và tiềm thức mới hậu thuẫn cho mình được mới có thể là giúp cho mình bay lên được mới đạt được cái mục tiêu của mình là bay trên bầu trời cũng tương giống như là cái việc là chúng ta đặt ra cái mục tiêu về tiền bạc thu hút tiền bạc thì chúng ta cũng phải có cái sự hành động thì vũ trụ mới hậu thuẫn cho mình mới có thể là mình mới đạt được mục tiêu và ở đây thì giống như là việc mà phó thác khi mà Hà Thủy đã đã co chân lên rồi ấy, thì thực sự là mình đã chạy mình đã chạy và mình đã 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 nhảy xuống ở trên đỉnh núi và mình nhảy xuống rồi thì mình lúc đó là mình phó thác 100% cái lúc đó là muốn là xuống là không xuống được muốn gọi là muốn gì là cũng không được luôn mà lúc đó là 100% là phó thác vào cái người chuyên gia rồi các anh chị ạ lúc đó là cái tính mạng của mình mọi thứ trong cái cuộc đời mình là phó thác cho cái anh cho cái anh chị chuyên gia đấy rồi và và mình cũng có một cái sự tin tưởng vô cùng lớn tại vì là ở đây họ là chuyên gia và họ đã hỗ trợ rất là nhiều người nhảy dù thành công rồi chắc chắn là mình cũng sẽ là người thành công tiếp theo à, Hà Thủy tin tưởng rằng là cái việc nhảy dù Hà Thủy rất là an toàn rất là thành công và Hà Thủy à, rất là thoải mái rất là vui vẻ rất là cười rất là tươi đúng không anh chị các anh chị thấy rằng là cái cái video cái các anh chị nào mà vào đầu tiên ấy thì chúng ta thấy rằng là uh, Hà, Hà Thủy nhảy dù và Hà Thủy cười rất là tươi đúng không đó là cái việc là Hà Thủy đã phó thác À, cho vũ trụ à, cho cái anh mà à, hỗ trợ mình rồi đây hà thủy sẽ chia sẻ lại cho cả nhà mình cái cảm giác nhảy dù này để các anh chị có thể hiểu được là cái việc là chúng ta đạt mục tiêu à, chúng ta phải có cái sự hành động và à, chúng ta có cái sự phó thác thì nó như thế nào thông qua cái video của hà thủy nhá Rồi, các anh chị thấy rằng là chúng ta đặt mục tiêu ra thì chúng ta phải phải vui vẻ và chúng ta tận hưởng cái cái cái, cái gọi là cái mục tiêu uh, tin tưởng rằng là 100% là cái mục tiêu của chúng ta nó sẽ đạt được đúng không các anh chị? Đó. Thế nên là tất cả những cái mục tiêu nào của các anh chị uh, khi mà chúng ta đặt ra rồi chúng ta phải có cái sự hạnh phúc một uh, trăm là chúng ta sẽ đạt được thì chúng ta sẽ đạt được nó rất là dễ dàng nhé các anh chị nhé uh, đó thì uh, khi mà hà thủy đã ở trên bầu trời rồi thì 100% là thoải mái hạnh phúc với cái hành trình của mình để tận hưởng cái bầu trời thụy sĩ thôi à, và trên cái hành trình mà chúng ta đến cái mục tiêu của chúng ta để chúng ta thu hút tiền bạc nó cũng là như vậy thôi các anh chị ạ, à, thì các anh chị bao nhiêu các anh chị hiểu được um, phó thác tin tưởng 100% là như thế nào rồi à, thì có thể là comment cho Hà Thủy chữ tôi nhá đấy, giống như là việc Hà Thủy đi nhảy dù ấy, nó, nó rất là phó thác 100% là như thế đấy, lần đã nhảy lên rồi là tin tưởng một trăm là mình sẽ xuống đất rất là an toàn mình có một hành trình rất là tuyệt vời. Thế còn lúc đó là bảo là chị ơi chị cho em vào bờ đi, hay là cho em quay lại vị trí ban đầu đi là chị cũng cũng chịu luôn các anh chị ạ. À. Các anh chị cũng chịu luôn các anh chị cũng không làm nào để lấy được đâu mà bây giờ chỉ có nhảy xuống, xong rồi lại đi ô tô lại lên trên đỉnh núi thôi. Chứ bây giờ làm nào để mà mà lại trở về cái vị trí cũ được đúng không anh chị? Đấy, nhưng nên là các anh chị hiểu được phó thác là như nào rồi thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của mình nó rất là dễ dàng nha các anh chị nhé và quan trọng ấy đừng có để cho ý thức và tiềm thức của chúng ta nó mâu thuẫn với nhau. Tức là ý thức thì lúc nào cũng mong muốn rằng là mình sẽ đạt được mục tiêu, nhưng xong rồi lại một lúc sau lại bảo là không biết có đạt được mục tiêu hay không. Mà khi mà chúng ta đặt mục tiêu ra rồi thì chúng ta phải có cái sự tin tưởng 100% và có cái sự phó thác cho tiềm thức của mình, chắc chắn là tiềm thức của mình sẽ cho chúng ta những cái điều tuyệt vời. Và bao nhiêu các anh chị ở đây À, mong muốn rằng à, có một cái cuộc sống tự do thời gian tự do không gian và tự do tài chính à, giống như Hà Thủy cũng như là rất là nhiều các doanh nhân trong câu lạc bộ à, thì có thể là comment cho Hà Thủy tôi là doanh nhân chạm tay hóa vàng nhá rồi rất là tuyệt vời ạ ở đây thì thực sự ấy à, để mà ứng dụng à, sức mạnh tiềm thức để làm giàu các anh chị ạ thì các anh chị thực sự là các anh chị phải có cái niềm tin ở bên trong các anh chị tin mình là người thành công mình là người giàu có mình là cái người hạnh phúc mình là một cái người khỏe mạnh ở ờ, giàu có ở đây là không phải giàu có về tiền bạc đâu các anh chị ạ, mà là giàu có về cả sức khỏe về um, tài chính về mối quan hệ nữa. Đấy mới là cái sự giàu có viên mãn nhất các anh chị ạ. Và khi mà chúng ta muốn uh, thành công uh, thì các anh chị um, rất là nhiều các anh chị là muốn nhưng mà lại có cái nỗi sợ là không biết là mình bên trong của mình là có nỗi sợ là không biết là mình có đạt được mục tiêu hay không đúng không anh chị? Thì uh, cơ thể của chúng ta uh, khi mà chúng ta uh, nói đến bao nhiêu đi chăng nữa tức là cái uh, cái miệng của chúng ta nói là chúng ta muốn trở thành người thành công, muốn thành người giàu có, muốn bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà cái cảm xúc bên trong của chúng ta nó luôn luôn là nó có cảm xúc là lo lắng này, có những cái lo sợ thì thực sự là những cái cảm xúc đó nó làm cho chúng ta mất năng lượng và nó làm cho chúng ta trì hoãn các anh chị ạ. Rất là nhiều các anh chị là không phải là mất năng lượng ở cái việc là là chúng ta hành động đâu mà thực sự là mất năng lượng ở cái việc là chúng ta chuẩn bị hành động ấy. Thế nên là nghĩ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cuối cùng là không hành động và không hành động thì chắc chắn là sẽ không có cái kết quả gì cả à, rất là nhiều các anh chị là uh, tham gia vào câu lạc bộ uh, rất là thời gian rất là lâu và chúng ta biết rằng là trong câu lạc bộ có cái nhóm rèn luyện thân tâm trí và nhóm doanh nhân trọng tay hoa và vàng sẽ giúp cho các anh chị có được cái sự thành công nhanh thế nhưng mà rất là nhiều các anh chị là trì hoãn trì uh, hoãn với cái sự thành công của mình ấy thì các anh chị thấy rằng là uh, cứ nghĩ rằng là đến tháng này tháng sau thì tôi mới vào rèn luyện chẳng hạn hay như thế nào như thế nào đó thế nhưng mà chỉ hoãn từ ngày nọ sang ngày kia, xong cuối cùng đến cái lúc là cảm thấy rằng là cái niềm tin bên mình, bên trong mình nó không còn nữa và rất là nhiều các anh chị đã ao ra khỏi các nhóm học tập đi ra bên ngoài và không còn thấy mặt ở trong cái dung học tập nữa các anh chị ạ, rất là nhiều các anh chị là như thế. thế nhưng mà một thời gian sau, đến một năm sau quay lại thì thấy rằng là rất là nhiều các anh chị đã rèn luyện với mình đã có sự thành công đi rất là xa rồi, thì lúc đó lại có cái sự tự ti các anh chị ạ, lúc đấy bảo là ôi rồi thôi bây giờ mọi người đi xa quá rồi mình bây giờ uh, mọi người làm được chứ chắc là mình không làm được đâu thế bắt đầu lại có cái cảm xúc tự ti thế là bắt đầu lại không hành động thì các anh chị thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta thì dù như thế nào thì hôm nay uh, cũng là cái ngày thứ ba đúng các anh chị ngày mai kiểu gì cũng là ngày thứ tư chúng ta không đi thì cái uh, cái năm tháng của chúng ta nó vẫn bị thời gian trừ đi thôi và thời gian nó vẫn trừ của mình đi thôi chứ không nó không cộng cho mình cái gì cả thời gian là công bằng với tất cả chúng ta ai cũng có hai giờ như nhau và ai cũng có một hành trình đến cuộc đời này ai cũng có đến ngày cuối cùng của mình thôi Thế nên là chúng ta phải làm sao mà chúng ta biết cách để mà chúng ta uh, hiểu được cái sự vận hành uh, của tiềm thức cũng như là chúng ta thay đổi cái niềm tin bên trong của chúng ta để chúng ta có được cái cảm xúc tuyệt vời và uh, thực sự là tiềm thức thì chỉ có hưởng ứng qua hình ảnh và cảm xúc thôi các anh chị ạ tiềm thức thì uh, hưởng ứng qua hình ảnh cảm xúc uh, hình ảnh và cảm xúc nên là uh, vừa rồi Hà Thủy với mới cho các anh chị xem những cái hình ảnh của Hà Thủy để các anh chị có thể là neo trong cái cảm xúc của mình, neo ở trong cái tâm trí của mình những cái hình ảnh về cái sự tự do, về thời gian tự do về không gian và tự do về tài chính như thế nào. Tại vì là nếu mà cái việc là các anh chị thấy rằng là chúng ta làm công ăn lương thì cái việc để mà chúng ta nghỉ uh, xin nghỉ 10 uh, ngày, mười mấy ngày để chúng ta đi châu Âu du lịch thì thực sự là rất là khó khăn, không có ai không có ông chủ bà chủ nào cho mình nghỉ cả à, chỉ khi nào mà chúng ta làm chủ cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới được, tự được quyết định như thế và khi mà chúng ta tự do về tài chính thì chúng ta mới có thể là lựa chọn cái phong cách sống của mình được các anh chị mới có dư giả tiền bạc để các anh chị có thể là tận hưởng những cái phong cách sống của mình à, đúng không anh chị đó tự do thời gian tự do không gian và tự do về tài chính à, tự do về à, À, không gian tức là chúng ta ở đâu à, dù, dù như thế nào thì chúng ta à, cũng thấy rằng là chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhau chúng ta cũng vào dung này chúng ta à, cũng à, có thể là giao lưu cũng có thể học hỏi với nhau rồi chúng cũng không cần là phải à, phải gò bó ở một cái địa điểm nào đúng không anh chị ở đâu là có internet thì ở đó có chúng ta đúng rồi đúng không anh chị à, chúng ta thấy rằng là, là bây giờ à, tất cả chúng ta ở một cái thế giới vô cùng là tuyệt vời một cái thế giới vô cùng là hạnh phúc mà hạnh phúc thì tự tâm mỗi người mong muốn cái cuộc sống như thế nào thì thực sự là bên trong của chúng ta phải có cái điều đấy trước anh chị ạ thì chắc chắn là chúng ta mới có được à, và ở đây thì thực sự là à, tiềm thức của chúng ta thì hà thủy cũng đã nói rồi là tiềm thức thì sẽ lần theo à, cái dấu vết của chúng ta để xem là chúng ta thực sự là chúng ta quyết định cái điều gì à, thì à, nếu mà chúng ta nói rằng là à, chúng ta mong muốn được thành công giàu có thế nhưng mà chúng ta có những cái cảm xúc mà nó không tích cực ấy cảm xúc luôn luôn là lo lắng luôn luôn là sợ hãi ấy, thì chắc chắn là À, tiềm thức nó hiểu rằng là chúng ta không quyết định là chúng ta th trở thành người giàu đâu các anh chị ạ à, trở thành cái người làm uh, thành công giàu có đâu tại vì là chúng ta nói như vậy thế nhưng mà cái cảm xúc của chúng ta nó mới là cái mà tiềm thức của chúng ta nó nhận thông tin các anh chị ạ tiềm thức nhận thông tin qua hình ảnh và cảm xúc thế do vậy mà chúng ta cho vào uh, cái tiềm thức của mình cái hình ảnh gì đó là cái hình ảnh là không đạt được mục tiêu đó là những cái cảm xúc là lo lắng cái cảm xúc uh, sợ hãi cái cảm xúc áp lực thì các anh chị nghĩ rằng là cái mục tiêu của mình nó có đạt được không ạ số tiền của mình muốn thu hút nó có đạt được không ạ thế do vậy mà rất là nhiều các anh chị ở đây à, hào thủy biết rằng là các anh chị cũng có mục tiêu à, nhưng mà tại làm sao mình chưa đạt được đó là do mình có mâu thuẫn à, giữa cái, à, cái mong muốn của mình và những cái hình ảnh và cảm xúc của mình khi mà mình giao tiếp với chính mình các anh chị ạ luôn luôn là có cái mâu thuẫn nội tâm là như thế vừa muốn là vừa không và luôn luôn là truyền cho cái cảm truyền cho tiềm thức của mình những cảm xúc không tích cực. Do vậy mà à, tiềm thức của chúng ta nó không không nhận được cái 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 mong muốn của chúng ta là chúng ta muốn có số tiền là 100 triệu hay 200 triệu hay là những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra à, thì thực sự là nó bị nghẽn lại bởi những cái cảm xúc đấy và nó không nhận được thông tin, nó không nhận được thông tin là chúng ta mong muốn cái điều gì. Nó giống như là cái mong muốn của chúng ta là ở vòng ngoài còn cái tiềm thức để mà nó nhận được thông tin hay không ấy thì nó thông qua hình ảnh và cảm xúc mà hình ảnh cảm xúc của chúng ta thì chúng ta lại truyền đạt một cái quyết định khác đó là cái quyển cái quyết định là không đạt được mục tiêu cái cảm xúc là không đạt được mục tiêu cái cảm xúc là lo lắng sợ hãi thì tiềm thức nó nhận luôn nhận lệnh luôn là à, à em sẽ nhận lệnh chị em sẽ nhận lệnh anh là không cho đạt được mục tiêu này đúng không tại vì là nếu mà đạt được mục tiêu này có khi có khi là các anh chị sợ hãi các anh chị lo lắng nên là em rất là yêu thương các anh chị em sẽ không cho các anh chị đạt được mục tiêu tại vì là các anh chị cứ gắn cái cái mục tiêu này và với cái sự sợ hãi thế nên là em sẽ bảo vệ anh em sẽ bảo vệ chị em sẽ không cho cái mục tiêu này nó nó thành sự thật để cho các anh chị không có cái cảm xúc sợ hãi như thế này nữa đúng không các anh chị tức là luôn luôn gắn cái mục tiêu của mình nhưng mà lại kèm theo cái cảm xúc sợ hãi cái cảm xúc lo lắng là, là tiềm thức của mình nó nhận lệnh luôn là như thế các anh chị ạ đó thế nên là tại sao các anh chị biết làm sao mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu không ạ rồi nha các anh chị nha cái thứ hai là để mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức để mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình ấy. cái đầu tiên là chúng ta phải giao tiếp với mình giao tiếp với tiềm thức của mình thông qua hình ảnh và cảm xúc đúng. Đó những cái 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 hình ảnh mà chúng ta mong muốn thì chúng ta phải xem nhiều vào. Ví dụ như là chúng ta muốn tự do thời gian tự do không gian đi du lịch vòng quanh thế giới thì chúng ta lên mạng chúng ta tìm những cái hình ảnh về phong cách sống mà chúng ta mong muốn, tìm những ngôi nhà chúng ta mong muốn và chúng ta tìm những cái xe mà chúng ta mong muốn chúng ta xem nhiều và và chúng ta giống như là chúng ta đang tận hưởng chúng ta ngồi trong cái xe đó chúng ta tận hưởng chúng ta ở trong cái ngôi nhà đó và kèm theo những cảm xúc tích cực những cái cảm xúc vui vẻ hạnh phúc như thể là chúng ta đã đạt được rồi giống như là cái việc là Hà Thủy ví dụ như là cái việc mua vé số đấy các anh chị nhá đấy các anh chị sẽ có cái hình dung nó tưởng tượng nó nó rõ ràng hơn Thế còn nếu mà mình giao tiếp không đúng mà mình lại vừa muốn lại vừa vừa sợ vừa gắn cái mục tiêu của mình vào cái nỗi sợ hãi thì chắc chắn rằng là em sẽ chiều theo ý anh chị em sẽ không để cái mục tiêu này nó xảy ra đâu, tại vì em thì Các anh chị cứ nghĩ đến mục tiêu rồi các anh chị sợ, các anh chị lo thì chắc chắn là em sẽ bảo vệ các anh chị, <laughs> em em tiềm thức em sẽ bảo vệ các anh chị nhá, này sẽ không không cho chúng ta đạt mục tiêu vì là chúng chúng ta kèm những cái cảm cảm xúc lo sợ áp lực như vậy thì thì rất là bảo vệ chúng ta, rất là yêu thương chúng ta mới như vậy đấy các anh chị ạ. Cái thứ hai là à, thực sự à, Các anh chị thấy rằng là à, để mà có cảm xúc ấy, à, để mà có cảm xúc à, thì bao nhiêu các anh chị ở đây rằng là chúng ta cũng muốn là có cảm xúc đấy nhưng mà chúng ta lại không có cảm xúc ạ à. khi mà chúng ta đặt mục tiêu ra chúng ta lại không có cảm xúc thì bao nhiêu các anh chị ở đây à, đặt mục tiêu ra mà không có cảm xúc thì à, comment cho Hảo Thủy chữ tôi nhá à, tại vì là cái mục tiêu của chúng ta muốn đạt được thì chúng ta phải có hình ảnh và cảm xúc thế nhưng mà bây giờ lại không có cảm xúc thì làm nào đúng không? Đó, bây giờ rất là muốn có cảm xúc nhưng mà chẳng có cảm xúc thì làm thế nào bây giờ? Rồi bây giờ để có cảm xúc ấy thì các anh chị thực sự là cái mục tiêu đó nó phải có lý do đủ lớn các anh chị ạ chúng ta phải có lý do đủ lớn để mà chúng ta đạt được mục tiêu này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cảm xúc bây giờ các anh chị hình dung tưởng tượng rằng khi mà các anh chị đạt được cái mục tiêu này rồi và các anh chị thấy rằng là cái người thân của mình ấy, cha mẹ mình mình sẽ hình dung tưởng tượng ra rằng là khi mà mình đạt được cái mục tiêu này rồi mình sẽ có số tiền là bao nhiêu mình báo hiếu cho cha mẹ và mình hình dung tưởng tượng rằng là cái khuôn mặt của cha mẹ mình như thế nào mình hình dung tưởng tượng rằng là mình có được cái mục tiêu tài chính này rồi thì người chồng người vợ của mình sẽ có cảm xúc như thế nào hạnh phúc như thế nào hay là những đứa con của mình có những cảm xúc như tuyệt vời như thế nào các anh chị ạ ví dụ như là mình uh, đang mong muốn là kiếm tiền bằng sức mạnh kiểm thức đúng không thu hút được cái số tiền này rồi thì cái lý do làm sao để chúng ta đạt được cái số tiền này cái lý do là vì ai và vì ai nữa vì những cái gì để chúng ta có thể là chúng ta có cái động lực để mà chúng ta là, đạt được cái số tiền này thì chúng ta phải thấy được cái hình ảnh hạnh phúc của những người thân yêu của chúng ta khi mà chúng ta đạt được mục tiêu chúng ta có cái số tiền này để chúng ta phụng sự chúng ta uh, cống hiến cũng như là cho gia đình nhà mình có cái dịch vụ tốt hơn có cái cuộc sống tốt hơn uh, bây giờ cha mình rất là mong muốn là uh, ví dụ cha mẹ mình có cái mong muốn rằng là mua một cái máy để mà có thể là ngồi thư giãn để mà có thể là đỡ đau đau tay đau chân đau lưng chẳng hạn. À, thì các anh chị thấy rằng là chúng ta phải có tiền chúng ta mới mua được đúng không? thế nhưng mà bây giờ mình không có tiền thì mình cũng không thể mua được nhưng mà bây giờ cái động lực à, để làm sao cho chúng ta có cảm xúc đó là khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu 100 triệu rồi à, thì à, mình sẽ trích ra là 20 mươi triệu à, mình mua cho bố mẹ mình cái à, gọi là cái máy massage này chẳng hạn thì chúng ta thấy có cảm xúc không ạ? thì chúng ta khi mà chúng ta hình dung tưởng tượng tới là cái cảnh mà à, chúng ta mang chúng ta à, gọi người xong người ta chở một cái ô tô mang cái máy massage đến để cho cho cha mẹ chúng ta ngồi và cha mẹ chúng ta tận hưởng và bao nhiêu là hàng xóm đến bảo ôi con trai tôi đấy nó mua cho tôi cái này này rồi là hàng xóm xít xa bảo ôi con trai nhà nhà bà tuyệt vời thế có hiếu thế thế các anh chị thấy có hạnh phúc không ạ có cảm xúc không ạ đúng không đấy hay là rất là nhiều các anh chị ở đây là khi mà uh, chúng ta uh, mong muốn rằng là gia đình nhà mình được đi uh, đi đâu đó để tận hưởng cái cuộc sống uh, du lịch chẳng hạn thì mỗi lần mà chúng ta hình dung tưởng tượng chúng ta đặt mục tiêu xong chúng ta đi du lịch và chúng ta chụp những hình ảnh và chúng ta post lên Facebook chẳng hạn thì bao nhiêu người người ta khen mình đúng không người ta khen mình rồi ôi nhà chị hạnh phúc quá đi chơi vui thế à, vô cùng là hạnh phúc vô cùng là truyền cảm hứng luôn thì các anh chị thấy rằng là những hài, những cái hình ảnh đó có cho chúng ta cảm xúc không ạ đấy thì chúng ta phải hình dung tưởng tượng được rằng là những cái à, cái đằng sau của cái số tiền đấy là như thế nào những hình ảnh mà chúng ta khi mà chúng ta đạt được cái số tiền đó thì chúng ta mới có cảm xúc được hay là cái việc là rất là nhiều các anh chị doanh nhân ở trong nhóm của Hà Thủy à, thì còn mua vàng cho mẹ nữa bây giờ cả một cái cuộc đời của mẹ à, bao nhiêu năm gọi là sáu bảy mươi năm cũng chưa bao giờ có một cái cắt vàng nào cả các anh chị ạ khi mà chúng ta đạt được cái mục tiêu này chúng ta mua cho mẹ mình một cái dây chuyền luôn rồi ôi thì không biết là cái hạnh phúc để đâu cho hết các anh chị công nhận không ạ à, mua cho cái dây chuyền được hai chỉ thôi nhưng mà có khoe khắp làm khắp xóm thì các anh chị lúc đấy các anh chị có cảm xúc như nào các anh chị có có vui sướng không? Đúng không? Đấy, chính là cảm xúc nó ở chỗ đấy đấy các anh chị ạ. Cảm xúc ở chỗ đấy nhá. Đấy là để cho chúng ta đạt mục tiêu ấy. Đấy là sử dụng sức mạnh tiềm thức để đạt mục tiêu nó là như thế các anh chị ạ. Và à, cái để mà chúng ta có thể đạt được một cách nhanh nhất thì chúng ta phải hình dung tưởng tượng đi, hình dung tưởng tượng lại cái cái giây phút hạnh phúc đó các anh chị ạ. Hình dung đi, hình dung hình dung lại hàng nghìn lần để mà những cái hình ảnh trong tâm trí đó nó à, uh, tiềm thức của chúng ta nó cứ tưởng là thật các anh chị nó sẽ thu hút cho chúng ta những nguồn lực để chúng ta đạt được cái mục tiêu này nó chỉ thấy rằng cái hình ảnh là mẹ mình đeo dây dây chuyền ở trên 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 cổ dây chuyền vàng năm chỉ đây đi đi đi, đi khoe bà a và b và ôi con tôi này con trai tôi hôm nay nó mua cho tôi cái dây chuyền năm chỉ và hạnh phúc quá hoặc là con gái tôi nó mua cho cái dây chuyền như này thế là khoe khắp làm con xóm thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó và chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh đó càng nhiều lần càng tốt các anh chị ạ chúng ta hình ảnh đi hình lặp đi lặp lại hình dung đi hình dung lại và tiềm thức của chúng ta ấy nó không phân biệt được đâu là thật đâu là giả đâu nó chỉ thấy rằng là mỗi lần mà chúng ta nhìn nhìn thấy những cái hình ảnh như thế chúng ta cảm xúc chúng ta dâng trào cái sự cảm xúc Thì Hà Thủy đảm bảo với các anh chị rằng là cái mục tiêu của anh chị nó đạt được rất là dễ dàng cái số tiền mà các anh chị uh, mong muốn đạt được nó rất là dễ dàng cái việc này Hà Thủy cũng đã hướng dẫn rất là nhiều các anh chị ở trong nhóm của Hà Thủy đã đạt được mục tiêu rồi rất là nhiều các anh chị làm có mong muốn rằng là có số tiền, tức là trước đây thì có thể là đặt ra cái mục tiêu thì không bao giờ đạt được cả, nhưng mà với cái uh, cái sự là đặt mục tiêu mà lại mong muốn rằng là cho mẹ có cái tiền để đi chữa bệnh các anh chị ạ. Thì thực sự là uh, những mỗi lần mà nghĩ tới là có được cái số tiền mà cầm được cái uh, cái, cái, cái 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 số tiền ở trên trên tay xong đưa cho mẹ để mà mẹ uh, có thể đi uh, có thể là chữa được cái cái chân để cho nó đi nó, nó thoải mái hơn hay là như thế nào thì các anh chị có thấy có cảm xúc không? và chính những cái cảm xúc đó nó làm cho uh, mọi người sẽ đạt được cái mục tiêu nhanh hơn thì chúng ta cũng phải gắn uh, những cái số tiền của chúng ta vào những cái hình ảnh đó thì chúng ta mới có thể là đạt được nó dễ dàng thế còn nếu mà chúng ta chỉ có thấy tiền thôi thì thực sự là cái cảm xúc của chúng ta không có đâu các anh chị ạ mà nó phải gắn với một cái hình ảnh nào đó để mà chúng ta có cái lý do đủ lớn để mà chúng ta hành động để mỗi lần mà uh, khi mà chúng ta vào zoom ấy, thì thực sự là uh, nó cũng chưa dễ dàng trong những buổi trưa như thế này các anh chị có thể là rất là buồn ngủ nhưng mà các anh chị cũng có cái động lực để các anh chị vào đây các anh chị học được những chìa khóa để mà làm sao mà các anh chị đạt được mục tiêu của mình à, thì hà thủy đã chia sẻ đến cho các anh chị như vậy thì các anh chị có à, dễ hiểu không ạ? À, nếu mà các anh chị nào mà dễ hiểu thì có thể là comment cho hà thủy chứ có nhá. Đó. Thì ở đây à, các anh chị thấy rằng là à, nếu mà các anh chị nào mà chưa đạt được cái mục tiêu à, của tháng 11 của mình thì cũng không sao cả các anh chị nhé. À, chúng ta cứ lặp đi lặp lại thôi, chúng ta cứ hình dung tưởng tượng đi hình dung tưởng tượng lại cái hình ảnh uh, hạnh phúc khi mà mình đạt được cái số tiền là bao nhiêu và mỗi một lần mà hình dung tưởng tượng như vậy thì nó giống như là cái sợi chỉ nó cứ bện lại bện lại bện lại các anh chị ạ. Nó giống như là một sợi chỉ nó bện lại thì nó càng vững chắc, nó càng nó càng chắc chắn. Nếu mà uh, cái tháng này mà mình uh, bây giờ thủy mới chia sẻ đến các anh chị mà các anh chị mới biết được cái bí kíp này thì các anh chị chưa đạt được mục tiêu thì các anh chị sẽ ứng dụng cho cái tháng 12 của mình nhá. Thì chắc chắn là các anh chị sẽ đạt được mục tiêu nó rất là dễ dàng và cái sự hình dung hình, hình dung đi hình dung lại cái hình ảnh mà cho chúng ta cảm xúc như vậy nó giống như sợi chỉ nó cứ sợi chỉ nó cứ bện lại bện lại và nó rất là chắc chắn các anh chị ạ mặc dù là cái sợi chỉ nó rất là mong manh thôi để một mình nó thì các anh chị thấy rằng là các anh chị dứt nó đi rất là dễ dàng đúng không thế nhưng mà khi mà các anh chị bện nó lại rồi nó là một cái quận chỉ rồi bây giờ thử anh chị nào mà cầm tay mà không có cái gì cắt xem là có làm đứt được cái cục chỉ không các anh chị bao nhiêu các anh chị là tự tin là cái cuộn chỉ rất là chắc chắn mà chúng ta có thể là uh, dùng tay mà chúng ta có thể là làm đứt được cái cái cục chỉ thì hà thủy cũng uh, cũng gọi là bái là sư phụ luôn đấy ạ. Thế còn là uh, cái sợi chỉ thì chúng ta uh, làm đứt nó thì rất là dễ dàng đúng không? Nhưng mà cái sợi chỉ rất là mong manh như thế chúng ta cứ bệnh đi bệnh lại rất là nhiều lần nó thành uh, ra cái cục chỉ thì khó lắm các anh chị ạ. Khó để mà mà lan chuyển được lắm thì cái mục tiêu của chúng ta nó cũng vậy như các anh chị nhá. Đó đúng không? Đấy mục tiêu nó cũng như thế luôn. Cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải có hình ảnh cảm xúc cũng như là chúng ta có lý do đủ lớn, có hình ảnh mà để khi mà chúng ta đạt được mục tiêu là chúng ta báo hiếu cho cha mẹ như nào hay là cho, cho gia đình chúng ta những cái những cái gì, những cái hình ảnh cảm xúc đó và cứ bệnh đi bệnh lại bằng cái việc là chúng ta hình dung tưởng tượng nó giống như cái sợi chỉ bệ lại để mà chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta cứ hành động như vậy thôi các anh chị ạ. Thì các anh chị thấy rằng là Hà Thị chia sẻ đến các anh chị nó có dễ hiểu không ạ? Để các anh chị có thể đạt được mục tiêu của mình không? Đấy. Ví dụ như là các anh chị mong muốn rằng là đạt 1 triệu đô la cũng thế thôi thì chúng ta cũng uh, dùng cái cái công thức này để mà chúng ta cũng có thể là hình dung tưởng tượng là khi mà mình uh, đạt được 1 triệu đô la thì như thế nào cha mẹ mình uh, tự hào về mình như thế nào mình mua cái gì cho cha mẹ rồi cha mẹ mình đi khoe khắp làng khắp xóm <laughs> uh, đúng không? Tạo cái động lực cho chúng, chúng, chúng ta như thế nào rồi chúng ta có cái số tiền thì chúng ta cho con mình được học những cái trường nào chúng ta chơi uh, những cái bộ môn thể thao, thao nào ví dụ như là chơi gôn, uh, chơi À, những cái gọi là chơi với những cái người mà thành công giàu có hơn mình được tận hưởng những cái dịch vụ mà tốt nhất được đi ăn những nhà hàng sang trọng nhất đúng không đến những cái nhà hàng sang trọng mà à, chúng ta th thấy rằng là người ta phục vụ mình gọi là từ a đến z là mình có những cái phong cách sống như thế nào thì chúng ta cứ hình dung đi hình dung lại các anh chị ạ à, thì nó chắc chắn rằng là chỉ có thời gian thôi thì việc mà chúng ta đạt được những cái điều này thì nó rất là dễ dàng thôi các anh chị nhé và các anh chị thấy rằng là À, tất cả chúng ta ở đây chúng ta đều có những cái quyền năng để mà có thể là uh, trở thành cái người thành công giàu có và uh, tất cả những cái mục tiêu của các anh chị chỉ cần rằng là, là cái mục tiêu này nó không trái với các quy luật xã hội uh, các các quy luật của vũ trụ và nó không làm hại ai nó uh, theo thuận theo đúng quy luật của vũ trụ thì các anh chị cái mục tiêu nào các anh chị cũng sẽ đạt được hết uh, dù là bất kể là uh, về sức khỏe hay là về tài chính hay về mối quan hệ thì chúng ta đều uh, thấy rằng là chúng ta sẽ đạt được nó rất là dễ dàng các anh chị nhé và khi mà các anh chị tin rằng là mình sẽ đạt được những mục tiêu này rồi thì các anh chị làm sao mà sống mỗi ngày với cái mục tiêu này và luôn luôn là để cho tiềm thức của mình nó nghe cái mệnh lệnh của mình nó nhận cái mệnh lệnh của mình thông qua những cái hình ảnh những cái cảm xúc mà như là cái hình ảnh chúng ta mong muốn chứ không phải là theo những cái hình ảnh và cảm xúc lo lắng sợ hãi mà thực sự là chúng ta phải sống với cái cảm xúc cái cảm xúc mà giống như là chúng ta đã đạt được cái bức tranh này rồi chúng ta phải thường xuyên có được cái hình ảnh đó bên trong mình và luôn luôn là hình dung đi hình dung hình dung lại với những cái hình ảnh đó các anh chị ạ và cảm những cái đó chính là cái mệnh lệnh mà cảm xúc của mình nó sẽ truyền đạt lại cho tiềm thức của mình thì tiềm thức của mình nó mới có thể là đi huy động những cái nguồn lực những quý nhân để cho chúng ta đạt được mục tiêu được thế còn nếu mà cái cảm xúc của chúng ta mà giao tiếp với tiềm thức của mình nó không đúng tức là cái mệnh lệnh nó nhận là sai các anh chị ạ tức là cảm xúc của mình không truyền đạt đến những cái điều mà như chúng ta mong muốn là chúng ta muốn là cái thành công giàu có thì chúng ta phải truyền đạt đúng là chúng ta muốn thành công giàu có là như thế nào hình ảnh sẽ ra làm sao à, còn nếu mà chúng ta truyền đi cho cái cảm xúc của mình những cái cái cảm xúc lo lắng sợ sệt thì chắc chắn là tiềm thức nó sẽ lần theo dấu vết nó lần theo dấu vết và nó sẽ bắt nó sẽ bắt đúng cái cảm xúc thật của chúng ta và nó sẽ uh, theo cái lệnh của cảm xúc thật các anh chị ạ. Chứ nó không thể nào nó giả tạo ở đâu nó không nói dối được các anh chị ạ. Chúng ta không thể nói dối được tiềm thức của mình. Các anh chị có thể là nói dối được người khác. Các anh chị cũng có thể là nói dối chính mình bằng cái lời nói của mình nhưng mà cái cảm xúc của chúng ta thì không nói dối được. Bao nhiêu các anh chị ở đây là nói dối được cảm xúc của mình uh, thì có thể comment cho Hà Thủy chứ tôi nhé, chứ còn Hà Thủy thì chịu. Hà thì không nói dối được các anh chị ạ. Kể cả bản thân các anh chị cũng thế trong cái cảm xúc của mình có thể là gặp một ai đó các anh chị nói cho các anh chị mà các anh chị cảm thấy rằng là các anh chị không hài lòng với họ chẳng hạn mặt của mình thì rất là bình thường nhưng mà bên trong của mình thì cũng có cũng có những cảm xúc không vui đúng không anh chị thế nhưng mà mình có nói ra đâu người ta cũng không biết chỉ có mình mới biết được thôi mình có cảm xúc vui hay buồn là chỉ có mình mới biết chỉ có tiềm thức của mình mới là cái người thấu hiểu mình nhất nên là mới có thể là nó giúp cho chúng ta là đạt được mục tiêu hay không đạt mục tiêu là thông qua cái việc mà chúng ta giao tiếp tiềm thức của chúng ta đúng hay không các anh chị nhé và um, các anh chị khi mà các anh chị uh, ở đây thì hà thị cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi là muốn ứng dụng được sức mạnh tiềm thức để làm giàu thì chúng ta phải sống như thể đã đạt được rồi anh chị phải biết ơn uh, mình đang tức là phải biết ơn tất cả những cái gì mà mình đang có ở, ở, ở uh, trong cái thế giới hiện tại này các anh chị ạ khi mà chúng ta biết ơn uh, tất cả những cái, những cái gì mà mình có hiện tại trong khi mình đi theo đuổi những cái điều mà chúng ta mong muốn thì chúng ta mới đạt được. Thế còn anh chị nào mà thực sự là chỉ có đi chạy theo những cái điều mà chúng ta mong muốn thôi, mà chúng ta không trân trọng và không biết ơn những cái gì mà có ở hiện tại của mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được. kể cả về sức khỏe, kể cả về mối quan hệ hay về cả tài chính cũng thế. Rất là nhiều các anh chị ở đây thì chúng ta chưa biết cách để làm sao mà có sức khỏe tốt hơn. Chúng ta cứ nghĩ rằng là sức khỏe của chúng ta nó là mãi mãi nhưng không phải. Mà chúng ta phải yêu sức khỏe của chúng ta từ bây giờ chúng ta phải yêu uh, tất cả những cái người thân yêu của chúng ta ở với chúng ta bây giờ tại vì là ai cũng trên cuộc đời này chỉ có hữu hạn thôi. Thế do vậy mà chúng ta dù là chúng ta uh, trước đây chúng ta có những cái cảm xúc như thế nào, chúng ta có những cái mối quan hệ mà không hòa thuận như thế nào thì cũng um, tha thứ đi, uh, buông bỏ đi các anh chị ạ. Uh, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Uh, rất là nhiều người uh, thực sự là không không tha thứ được cho người khác uh, thực sự là đang hành hạ chính mình uh, giống như kiểu là uống thuốc độc mà mong người khác chết các anh chị ạ uống thuốc tác động người các chết và người khác không chết mình chết trước. À, thế nên là những cái lời nói hay những cái cái gì đó nó đã là quá khứ rồi, nó đã đi qua rồi thì chúng ta nên tha thứ đi. Và tha thứ cho người khác không phải là người ta xứng đáng để không phải người ta xứng đáng để được tha thứ mà chúng ta đang à, chúng ta à, chúng ta là cái người xứng đáng được tha thứ các anh chị ạ. Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Mình nghĩ cái gì ấy thì chỉ trong, chỉ trong đầu mình biết thôi. Và chính cái cảm xúc đó nó làm cho chúng ta tắt nghẽn tiền các anh chị ạ. Cảm xúc mà sân si ấy, cảm xúc mà bực bội ấy cảm xúc mà lo lắng hay là tất cả những cảm xúc gì mà nó không tích cực ấy thì nó là cái nó giống như là cái rác mà nó nó ngăn dòng nước lại anh chị ạ. giống như là cái chúng ta ở trên một cái cái gọi là cái khe cái suối mà chúng ta thấy rằng nhiều rác thì cái dòng nước của chúng ta nó không thể nào nó uh, trôi chảy được đúng không anh chị thế nên là khi mà chúng ta có một cái, cái mối quan hệ nào bị tắc nghẽn uh, có mâu thuẫn thì chúng ta phải hiểu rằng là uh, chúng ta phải khai thông chúng ta phải tha thứ đi tha thứ không phải là vì người ta xứng đáng được tha thứ có thể là À, cái lời nói của họ những cái hành động của họ làm cho mình à, có thể là rất là đau. Thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta yêu thương bản thân mình, chúng ta tha thứ cho mình đi. Chúng ta không còn vướng bận tới những cái điều nhỏ nhặt đến nữa. Có thể là trong đầu họ họ chẳng nghĩ gì đâu nhưng mình cứ nghĩ, mình cứ ôm rác vào trong đầu mình làm cái gì, đúng không? Để mà tắc nghẽn tiền của mình. Thì các anh chị thấy rằng là năng lượng của tiền là năng lượng rất là cao, năng lượng của tình yêu thương lòng biết ơn, năng lượng của sự vui vẻ, của sự đủ đầy. Khi mà chúng ta ở cái năng lượng như thế thì chúng ta mới thu hút được tiền, tiền nó mới đến với chúng ta được. Còn nếu mà chúng ta ở cái trạng thái năng lượng thấp, luôn luôn là sân si, luôn luôn là giận hờn ấy, thì giống như là chúng ta có cái cục tiền và cái cục tiền nó sẽ rơi xuống đất. À, rơi xuống đất thì chúng ta không nhặt lên thì người khác người ta nhặt mất, đúng không các anh chị? Đấy, thế này là bao nhiêu các anh chị ở đây còn những cái cảm xúc gì mà không tích cực ấy thì thực sự là các anh chị phải vào trong nhóm rèn luyện thân tâm trí để mà các anh chị có thể rèn luyện, để các anh chị có được cái cảm xúc tốt hơn để mà mình À, gọi là có được cái tâm an ấy. tâm an thì bạn sự, sự an và tâm an thì trí sáng thì chúng ta mới có thể là khai thông được mạch tiền chúng ta mới có thể ứng dụng sức mạnh tiềm thức để mà chúng ta có thể là thu hút được tiền bạc tiền bạc nó đến từ chúng ta chứ không phải là từ những cái cảm xúc bên trong ấy, nó là mới có thể thu hút được những cái thứ bên ngoài đến với chúng ta được các anh chị ạ thế còn nếu mà mình mà không ở cái cùng trường năng lượng à, ví dụ như là rất là nhiều các anh chị à, ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, tại làm sao mà các anh chị em doanh nhân ở trong câu lạc bộ mà mọi người à, học doanh nhân mọi người bán hàng ấy thì mặc dù là cái thị trường bất động sản nó rất là đóng băng đúng không? Rất là nhiều không bạn không nhiều người ngoài kia không, rất là loay hoay không bán được. Thế nhưng mà rất là nhiều các anh chị em doanh nhân ở trong câu lạc bộ thì lại bán được bất động sản rất là dễ dàng. À, đấy, thì các anh chị thấy rằng phải thấy rằng là rất là họ ở một trong những cái trường năng lượng rất là cao, họ có những cái tư duy cũng như là những cái chiến lược về đàm phán rất là đỉnh cao mà họ có thể thu hút được những cái người mà tại vì những người mà người ta mua đất là những người người ta có tiền người ta có tiền tức là người ta ở cái trường năng lượng cao mà mình cũng phải ở trường năng lượng cao như thế thì mình mới gặp được họ thế còn nếu mà mình không có thì mình toàn là gặp những cái cái khách hàng mà không có tiền hoặc là khách hàng hỏi cho nó cho nó qua thế nên là các anh chị ở đây dù các anh chị kinh doanh cái ngành nghề gì thì hả thì không cần biết thì các anh chị nào mà đang ở cái việc là uh, gọi là khách hàng hỏi xong không mua hàng này uh, hỏi rất là nhiều nhưng mà không mua hàng này hoặc là uh, không bán được hàng này thì các anh chị phải ở phải cho phép mình vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân trọng thay hóa vàng để các anh chị có thể nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên cũng như là nâng cao cái uh, mọi cái kỹ năng cũng như là cái nâng cao cái uh, cái cảm xúc của mình lên được rèn luyện ở trong nhóm rèn luyện thân tâm trí ý. các anh chị em nào mà là doanh nhân ý, thì sẽ được học trong nhóm rèn luyện thân tâm trí luôn để mà chúng ta được uh, cài đặt hết những lại những cái tư duy niềm tin mới của người thành công cũng như là chúng ta nâng được cái năng lượng yêu thương biết ơn lên để mà chúng ta có thể thu hút được tiền bạc nó dễ dàng hơn các anh chị nhé các anh chị nào mà chưa có mặt ở trong nhóm doanh nhân tay hóa vàng thì à, sẽ liên hệ với trưởng nhóm của mình để chiều ngày hôm nay 18 giờ à, chúng ta có cái chương trình à, à, xây dựng à, thương hiệu cá nhân trên internet vô cùng là tuyệt vời. À, Hà Thủy thực sự là vào trong câu lạc bộ là cũng à, từ đầu năm 2022 mà bây giờ mới được học cái kiến thức giá trị như vậy các anh chị ạ. Thì bao nhiêu các anh chị mà mong muốn rằng là mình bước lên một cái bậc à, thang cao hơn của tiền bạc không phải là cái việc là ứng dụng sức mạnh tiềm thức là chúng ta chỉ ngồi không, chúng ta cầu nguyện là có tiền đâu các anh chị ạ mà chúng ta phải có cái công cụ mới à, nếu mà Hà Thủy vẫn giữ cái công cụ của mình đó là cái việc là làm công ăn lương là 8 triệu ba thôi mà sử dụng sức mạnh tiềm thức thì các anh chị thấy rằng là tiền nó đến từ đâu đúng không anh chị thế nên là chúng ta phải có cái công cụ mới để mà chúng ta có thể là gia tăng tiền bạc cho mình chứ không phải là ứng dụng sức mạnh tiềm thức là chúng ta cứ ngồi không là chúng ta có tiền mà chúng ta phải có cái công cụ mới các anh chị nhé thì bao nhiêu các anh chị ở đây là chúng ta đang có công cụ gì ạ Hà Thủy thấy rằng là có rất là nhiều các anh chị công cụ là kiếm tiền là là giáo viên này công cụ kiếm tiền là bán hàng online này công cụ kiếm tiền là công nhân này đấy thế bây giờ chúng ta muốn rằng là gia tăng tiền bạc thì chúng ta phải có cái công cụ mới cái công cụ kiếm tiền mới thì mới ứng dụng sức mạnh tiềm thức sức mạnh tiềm mới uh, uh, luật hấp dẫn được sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn thì nó giống như là cái thảm trải đường thôi chứ không phải là nó giúp cho chúng ta đạt được tất cả những điều chúng ta mong muốn đâu mà nó là cái thảm trải đường giúp cho cái cái con đường chúng ta nó đi nó trơn tru hơn nó dễ dàng hơn thôi các anh chị ạ chứ còn người đi vẫn là mình nhá người đi vẫn là mình còn mục tiêu À, chúng ta mong muốn rằng là Hà Thủy đang ở Hà Nội. rất là nhiều các anh chị mong muốn rằng là đến à, Hà Nội để, để mà gặp Hà Thủy thì có thể là rất là nhiều các anh chị ở trong miền Nam muốn ra đây à, thì các anh chị cứ đi bộ đi. các anh chị học những buổi zoom của câu lạc bộ zoom sáng, zoom chiều, zoom tối ấy. thì à, nó giống như là đi đi bộ ấy kiểu gì cũng dễ ra ngoài Hà Nội để gặp Hà Thủy được. thế nhưng mà nó rất là mất thời gian và có khi ra đến nơi là thấy mặt mũi là nó xấu xí rồi chắc là cũng không muốn gặp Hà Thủy đâu. À, thế còn nếu mà anh chị nào mà muốn gặp Hà Thủy nhanh thì sẽ đặt một chuyến máy bay hai tiếng thôi là ra đến Hà Nội là sẽ gặp được Hà Thủy đúng không? thì giống như là cái nhóm doanh nhân trọng tài vàng giống như là các anh chị sẽ bước lên một cái máy bay mà được người phi công là các là Chủ tịch Trịnh Huy và các doanh nhân là đang đang là phi hành đoàn đấy và chúng ta bước lên đó và chúng ta phó thác rằng là Chủ tịch Trịnh Huy và các doanh nhân sẽ đưa mình tới Hà Nội rất là an toàn đúng không các anh chị và chúng ta sẽ tới tới đích và các anh chị gặp Hà Thủy nó dễ dàng hai tiếng là gặp được thôi tức là cái 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 hành trình thành công Hà Thủy nó cũng đi bằng con đường đó các anh chị ạ. Hà Thủy cũng đi trên cái cái hành trình như vậy cũng chọn cho mình cái công cụ mới và có người dẫn đường cho mình và Hà Thủy cũng hoàn toàn là tin tưởng vào phi hành đoàn là chủ tịch Trịnh Huy và các doanh nhân đi trước đã giúp cho hàng ngàn hàng hàng ngàn người trên thế giới được thành công giàu có rồi không lẽ mình lại lại không thành công và Hà Thủy thực sự là đã thành công rồi các anh chị ạ và đang trên đường là sẽ thành công lớn hơn nữa. À, và hà thủy cũng à, tin chắc rằng ở đây các anh chị ở đây à, đã vào trong zoom này thì chúng ta đã có cái sự khao khát để có cái sự thành công cho mình rồi thì hà thủy ch chúc cho cả nhà mình sẽ à, tới đích rất là nhanh nhanh nhất ngắn nhất và dễ dàng nhất các anh chị nhá và bao nhiêu các anh chị quyết định là chiều ngày hôm nay à, sẽ có mặt trong nhóm doanh nhân trọng tay hoa vàng à, thì có thể là comment cho hà thủy là tôi là doanh nhân trọng tay hoa vàng nhá rồi ok cả nhà mình Tôi là doanh nhân ngày và vàng nha. Rồi rất là biết ơn nha. cả nhà mình đã dành thời gian quý báu trong buổi trưa ngày hôm nay để cùng với Hà Thủy học những cái chương những cái những cái bí kíp ở trong ngày hôm nay. Bao nhiêu các anh chị đã học được những cái chìa khóa để chúng ta đạt được mục tiêu chúng ta thu hút được tiền bạc rồi thì có thể là comment cho Hà Thủy chữ tôi nhá và chúng ta phải có được cái công cụ mới các anh chị ạ thì chúng ta mới ứng dụng được. Chứ bây giờ không có công cụ mới thì làm sao mà ứng dụng được đúng không? nên là công cụ mới là cái nhóm doanh nhân chạm tay hóa vàng ấy các anh chị sẽ vào đấy các anh chị sẽ có được công cụ mới các anh chị sẽ uh, có được cái con đường làm sao để các anh chị có một cuộc sống khỏe mạnh thành công và giàu có hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời các anh chị nhá và thủy chúc cho uh, cả nhà mình sẽ trở thành doanh nhân cho tay chạm tay hóa vàng không những là mình hóa vàng mình uh, giúp cho gia đình mình có cái cuộc sống uh, khỏe mạnh thành công hạnh phúc cha mẹ tự hào về mình con cái tự hào về mình vợ chồng mình cũng tự hào về mình dòng họ mình cũng tự hào về mình mà mình còn chạm vào ai ấy, cái người đó là sẽ hóa vàng anh chị ạ chạm vào ai là cái cuộc đời của người đó thay đổi cả cái dòng dòng tộc nhà họ cũng dễ giàu có lên đúng không anh chị hà thủy cũng đã chạm vào rất là nhiều cuộc đời rồi cũng giúp cho rất là nhiều cuộc đời nhiều gia đình được thay đổi rồi nên hà, hà thủy cảm thấy rất là hạnh phúc cảm thấy rất là tuyệt vời các anh chị ạ hà thủy chúc cho cả nhà mình cũng có một cuộc đời như thế vậy nhá có cuộc đời khỏe mạnh thành công giàu có và hạnh phúc và ai cũng trở thành doanh nhân trọng tài hoa vàng để mà giúp cho chúng ta ngày càng giàu có hơn, mỗi gia đình đều giàu có hơn và cũng cho đất nước của chúng ta ngày càng hùng mạnh hơn các anh chị nhé. Để chúng ta được đi du lịch cùng với nhau, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với nhau được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời, rất là biết ơn nhà nhà mình đã dành thời gian quý báu trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Hà Thủy hẹn các anh chị trong cái buổi Zoom 18 giờ chiều nay trong nhóm doanh nhân trận tay hoa vàng và 20 giờ 30 trong cái chương trình buổi Zoom tối của